Vào sáng nay, kỳ họp Quốc hội thứ 8 sẽ khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Và tại phiên họp chủ bị, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp. Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình. Phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 8 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài truyền Việt Nam. Và với khối lượng công việc lập pháp lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, thì các đại biểu Quốc hội và cử tri kỳ vọng kỳ họp này sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế chính sách, khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhiều điểm mới của kỳ họp cũng đã được công bố tại buổi họp báo vào chiều qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, bên cạnh sự thay đổi trong tư duy làm luật, việc tăng thời gian thảo luận của đại biểu Quốc hội cũng được chú trọng tại kỳ họp này. Kỳ này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ và xin ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất là giảm thời gian đọc tài liệu trên hội trường, dành thêm thời gian để Quốc hội thảo luận. Tăng thảo luận ở tổ và giảm thảo luận tại hội trường, thảo luận tổ thì có thể được nhiều đại biểu phát biểu hơn, hàng mấy trăm đại biểu phát biểu. Đối với chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là một dự án rất lớn, quan trọng của đất nước mà đại biểu Quốc hội sẽ tập trung xem xét cho ý kiến. Đây là một cái dự án rất lớn. Đấy, và Trung ương đã có chỉ đạo là đưa ra Quốc hội để Quốc hội xem xét cho chủ trương. Chủ trương là bây giờ làm như thế nào, cái định hướng lớn thôi. Đấy, phương pháp, công nghệ, tốc độ rồi nguồn lực lấy ở đâu. Đấy, còn các cái chi tiết ý, thì còn phải nhiều khâu. Sau này còn sau khi có chủ trương này bắt đầu Chính phủ mới xây dựng dự án chi tiết. Thì cái này là Trung ương đã thảo luận kỹ rồi và có cái khung của Trung ương rồi. Thì Quốc hội sẽ thể chế hóa về mặt nhà nước. Đấy, trên tinh thần là dân chủ, công khai, minh bạch. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật, cho ý kiến 13 dự án luật khác, xem xét thông qua 3 nghị quyết quy phạm pháp luật. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong vòng 29 ngày rưỡi. Thưa quý vị, sáng nay sẽ khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết quan trọng với chủ đề Phát huy tính đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tờ Đại biểu Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Lao động cùng với cả nhiều tờ báo khác đã đưa trang trọng trên trang nhất toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước với hàng tít lớn Phát huy tính đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh bài viết, tờ Tiền Phong và tờ Đại Đoàn Kết đã đăng trang trọng bức ảnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tờ Người Lao Động nhấn mạnh một số nội dung chính bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần kết hợp hài hòa giữa đức trị và pháp trị. Bình luận về vấn đề này, tờ Đại biểu Nhân dân cho rằng điều này là đặc biệt cần thiết cho bối cảnh đất nước đang vươn mình mạnh mẽ để đối mặt với những thách thức và cơ hội lớn lao. Đức trị không chỉ là giá trị cốt lõi mà còn là sợi dây vô hình kết nối lòng dân với những người lãnh đạo. Sự kết hợp giữa đức trị và pháp trị là con đường duy nhất để tạo ra một bộ máy nhà nước, nơi người dân cảm nhận được sự bảo vệ và công bằng.